Xin chào tất cả mọi người nhé. Em vừa mới tiếp khách xong rồi đấy. Thì cũng bán có hai anh khách tới mà hai anh mà mua tới 3 cây. Thật sự là nhiều lúc bán điện thoại giá rẻ này cũng thấy vui mà đôi khi bán xong thì lại thấy tiếc. Tại vì là mình có thể là mình bán giá quá là hợp lý. Với nhiều người đây người ta mua cái máy người ta không nghĩ là rẻ như vậy, người ta còn suy nghĩ là ủa máy rẻ em bán rẻ nhiều như vậy liệu có chất lượng không em, thì em cũng bảo là em bán thì tình trạng em báo rõ luôn, và máy em ở đây em bán hàng online cho nên là giá em chỉ bán một giá đúng khiết thôi, chứ không phải là cứ khách cửa hàng tới lại là khách tới cửa hàng lại nói giá khác rồi bán online giá khác, thế là cũng không được đấy, cho nên là mọi người yên tâm nhé. Đấy thì vừa nãy em có làm video và em có đăng cây là 6G 32GB máy quốc tế hàng Việt Nam và cây 6S 16GB máy quốc tế hàng Nhật Bản, cây 6 Bluetooth máy quốc tế hàng LLA và cây 7 Bluetooth máy quốc tế LLA, cây 7 Bluetooth 7G quốc tế VN Việt Nam đó. Tiếp theo em đến với cây A9 2018 này mọi người. Con này đẹp thế. Đẹp miễn bàn luôn mọi người ạ. Cái này thì dành cho những cái người đứng tuổi ấy. Người ta đã từng xài những cái dòng từ dòng A rồi. Thì nếu mà nhảy đến dòng này xài rất là thích luôn. Con này là cấu hình của nó là RAM 6 bộ nhớ 128GB. Và tình trạng là máy nguyên zin hết. Đó, và ngoại hình rất là đẹp nha mọi người nha. Máy hàng công ty luôn. Đó. Cái này em bán là 4 triệu 2 nha mọi người nhé. A6 Bluetooth. À quên, A9 2018. Con này màn hình 6,3 inch này mọi người. Đó, và số EMA của nó là 618075 này. Pin của nó là 3800 này mọi người. Đấy. Và tiếp theo em đến với cây Samsung A21s này mọi người. Con này pin 4000 nha mọi người nha. Và màn hình 6,5 inch. Số EMA là 4119. Đấy, con này cấu hình RAM 3 bộ nhớ 32GB nha mọi người nha. Đây, em sẽ tháo cho mọi người coi. Tình trạng máy nguyên zin hết. Và em mới lột lớp keo ra nha mọi người nha. Đó, không nhâm đâu nha. Nhưng con máy này nó cũng có bị cấn nhẹ ở đâu đây. Ở đây. Đó, cấn nhẹ ở đây nha. Nhưng mà ngoại hình còn đẹp lắm. Đây. Đó. Đẹp dã man luôn. Đấy thì cây này thì em bán giá là 2 triệu 7 nha mọi người nhá. Đó. A20S. Ồ, cái con F9 này em tưởng bán rồi này. Hôm bữa có người đặt rồi nhưng mà có cái anh đặt nhưng mà anh bảo là anh lại muốn chọn dòng khác, anh không muốn lấy máy này nữa. Thì đấy em thay vì vậy thì lúc trong thời gian đó có rất là nhiều người hỏi thì em bảo bán rồi thì em lại xin phép đăng lên bán lại nha mọi người nha. Thì con này em vẫn là bán giá 4 triệu 2 Samsung S9 nhá, hàng máy Hàn nhưng mà nó là máy công ty nha chứ không phải là hàng sách tay kiểu như là máy Hồng Kông Đài Loan đâu nha mọi người nha. Đấy. Con này thì RAM 4 bộ nhớ 64GB, máy nguyên zin và từ ngoại hình còn rất là đẹp nha. Đây, ngoại hình rất là đẹp. Đây cũng có cấn ở đây, nhẹ ở đây thôi, còn ngoài ra là đẹp hết. Màn zin đẹp không ám. Đó. Máy cũng nhỏ gọn nha, cũng không quá là bự đâu, màn hình có 5,8 inch thôi. Màn hình cong chống nước nha mọi người nhá. Đấy. Giá bán là 4 triệu 200 nghìn. Rồi, tiếp theo em đến với cây Samsung M20 nhé mọi người nhá. Con này là cấu hình RAM 3, bộ nhớ 32GB và số email của nó là 4364 này. Pin con này là 5000 rồi, màn 6,3 inch nhé mọi người nhá. Và ngoại hình con này còn rất là đẹp luôn và tình trạng là máy zin hết. Đây mọi người thấy không? Còn dán keo màn này. Đấy, nhưng mà em đã bỏ vào trong bịch này rồi thì em sẽ không sợ về vấn đề chảy nữa nhé mọi người nhá. Còn sẽ bóc ra để cho mọi người coi được cái độ chuẩn xác nó đẹp như thế nào và nó có chảy xước hay không. Đấy.
Đây màn không có một vết chày nào nhé mọi người nhá. Đấy, rất là đẹp. Đây. Con này thì em bán là 2.450.000 nhé mọi người nhá. Samsung M20. Hôm vừa rồi em có đăng một cây nhưng mà nhiều người hỏi quá, không có hàng để bán. Đấy, với lại cũng đôi khi là mình nhập được cái giá rẻ xong mình bán giá rẻ ấy. Xong rồi mình lại nhập phải cái cây máy nó hơi cao hơn, xong mình bán với cái giá cao hơn một chút. Đấy, cho nên là mọi người coi video của em ấy, mọi người cũng đẩy này, không phải là cây nào cũng được giá tốt. Đấy, nhưng mà tóm lại là mình thu được giá rẻ. Em thu được giá rẻ thì em sẽ để cho mọi người giá hữu nghị thôi. Một cây thì em chưa tính trên đầu ngón tay, nếu mà bán cho khách hàng em bảo hành luôn ý, thì là không phụ kiện ý, em bảo hành thì em kiếm lời được 250-300 ngàn. Đấy, còn nếu như mọi người mà mua xỉ thì chắc chắn là một cây em phải được 100 ngàn nhé mọi người nhá. Đó. À, tiếp theo em đến với cây Samsung J7 cộng này mọi người. Con này cũng còn rắn, con này rắn keo rồi nhá mọi người nhá. Vỏ thì nó ngoại hình nó cũng xấu đi. Đấy, con này là màn ép kính rồi. Chế độ an toàn này là mọi người biết tại sao khi mình để xuống như này nó cấn cái phím nó bị cấn cái phím tăng giảm âm lượng, đây nó mới bị vào cái chế độ an toàn nha mọi người nhá. Thế cái này là vỏ xấu, màn ép kính rồi nha mọi người nhá. Đấy, còn ngoài ra là zin. Đấy thì cây này thì em bán là 1.750.000 nha mọi người nhá. Hôm vừa rồi em có cái cây màn hình thay ấy, nhưng mà cái cây đấy em bán rồi. Đó, cây này 1.750.000. Con này RAM 4 bộ nhớ là 32GB nhá mọi người nhá. J7 cộng. Cái này mấy người lớn lớn tuổi rất thích nha. Đấy là em nói thật. Người ta không thích màu mè hoa lá làm gì hết. Ví dụ là có một cái chú này, chú cũng hay mua hàng của em nhưng mà chú thích là cái máy nó đơn sơ, nó bình thường, nó không quá là nhiều camera quá. Đó. Và tiếp theo em đến với cây Oppo A5s này mọi người. A5s này đôi khi có cây nhập vào giá nó cao và có cây nhập vào giá nó tốt mọi người, nhưng mà tất nhiên là tiền nào của nấy thôi. Còn độ zin thì nếu như ai không quan trọng về ngoại hình thì cũng được cái giá tốt hơn nha mọi người nhá. Còn nếu mà quan trọng ngoại hình thì có thể là giá nó hơi cao hơn một chút so với bình thường em bán, chứ không thể nào mà cao hơn so với ngoài cửa hàng bán được. Đấy, thì đấy, thì con này là Oppo A5s nhé. Con này là RAM 3 bộ nhớ 32GB. Đấy, con này giá bán là 2.200.000 nhé mọi người nhá. Màu đỏ và lưng còn rắn keo. Con này lưng có hơi nhâm nhẹ và có rắn keo rồi nhé mọi người nhá. Đây. Đấy mọi người thấy không? Đó. Rồi. Mọi người mua hàng thì nhớ xem kỹ tiêu đề nhá, ví dụ là video là ngày bao nhiêu nhá. Chứ không thì hôm bữa em có làm video có cây em bán có 1.900.000 thôi. Đấy, mọi người lại bảo là cái cây hỏi em lại đăng một giá, bán một giá thì cũng mệt, em cũng tội cho em đấy mọi người nhá. Tiếp theo em đến với cây J7 Pro, máy thay màn hình này mọi người. Ủa, như cây này không phải thay màn. Cây này như màn zin luôn. Đúng rồi, cây này màn zin không phải màn thay đâu mọi người ạ. Hôm nay em có một cây màn thay. Cái này như zin ép kính thì phải. Đúng rồi, cái này zin ép kính. Đây, cái cây này mới là cây màn thay này. Đấy, nhưng mà cái cây này nó bị lỗi mọi người ạ. Cây này nó bị liệt cảm ứng. Đấy, cho nên là em trả lại nhé mọi người nha. Đó. Đấy, cây J7 Pro này. Ngoại hình xấu đây. Giá rất là tốt nha mọi người nha. Con này giá em bán là 1.600.000. Đó. Cũ mà zin lại cho mọi người đây. Lưng quá trời nhâm luôn này. Đó. Nếu bình thường em nhập cái dòng máy như thế này, mình nhập máy đẹp nha, nó rất vào khoảng cỡ 1.800.000 đến 1.900.000 để em nhập máy đẹp nha.
thì bán ra cỡ 2,1 triệu đến 2,2 triệu thôi. Tại dòng này thì không bao giờ được lời được nhiều đâu mọi người nhá. Nó tất cả cái gì nó cũng có giá cả của nó hết rồi. Thì bán chủ yếu như là có cái này cái kia thôi cho nó đa máy thôi mọi người. Và tiếp theo em đến với cây Samsung Note 12 này mọi người. Note 12 con này cấu hình RAM 8, bộ nhớ 128GB nhá mọi người nhá. Con này còn dán keo màn hình này. Màn hình hãng này. Đó. Rất là đẹp nha. Lưng cũng còn dán keo nhá. Đây gắn ti còn luôn này. Đấy, con này thì em bán là 7,6 triệu nhá mọi người nhá. Đó. 7,6 triệu. Và hàng con này hàng công ty nha mọi người nhá. Và còn bảo hành cũng rất là dài. Đó. Đây, tiếp theo em đến với cây Oppo Reno 2S này mọi người. Cái này hôm bữa em có đăng em bán một lần, nhưng mà do vì cái vân tay nó không được nhạy ấy mọi người. Đấy là do đợt trước là con máy này là thay vỏ hay là thay mà hay là ép kính thì em cũng nhớ, nhưng mà về nhà em tháo ra vệ sinh thì thấy nó có bụi ở phần dưới cái mắt quét camera quét vân tay nhá mọi người nhá. Đấy thì bây giờ em vệ sinh lại thì nó ok rồi nhá, nhạy lại này. Thì em vẫn bán lại giá cũ thôi chứ không thể nào bán hơn được. Và anh khách thì anh ấy mua lại, anh ấy đổi cái con gì ta, con gì em quên mất tiêu rồi này này, Redmi Note 8 Pro đúng rồi đó mọi người, thấy không? Bên này em chưa cài, à cài luôn hả? Đấy đấy, hôm bữa là đúng là không mở được luôn nha mọi người nhá. Hôm bữa em cài được nhưng mà không mở được đấy, nhưng mà bây giờ thì là em vệ sinh lại đấy là ok rồi. Thì con này máy thay vỏ mọi người ạ, thì mọi người thấy không, đẹp xuất sắc luôn này. Đấy cỡ 99% là có nhá. Và cái kính camera đằng trước này thì hôm bữa em cũng có báo rồi, nó cũng có bị đây này mọi người thấy không, cái nó nứt đây không? Nhưng mà không vào mắt camera đâu nha mọi người nhá. Đấy giá này em bán là 3,650,000. Hôm bữa em tính trả lại rồi, nhưng mà nghĩ trong đầu bảo là nhập chẳng chỗ nào nhập giá rẻ thế mà trả lại làm gì. Thế tự mình mày mò tháo ra, thế thấy cái mắt nó bụi á, người ta trước người ta thay vỏ, người ta không có vệ sinh cái mắt của nó, cho nên là bị bụi. Vệ sinh cái là ok ngay. À, qua lớp bóng không mở được. Đó. À đây. Tiếp theo em đến với cây A21S này mọi người. A21S con này em nghi là con máy này nó ép kính rồi mọi người. Đây này, máy nó có bị cấn ở đây này. Cấn đây, còn ngoài da đẹp hết. Ngoài da đẹp hết. Con này thì bảo hành rất là dài luôn nha mọi người nha. Con này bảo hành mới kích hoạt bảo hành ngày 25 tháng 5 năm 2020 nha mọi người nha. Thế mọi người thử tính như em nó còn bao nhiêu thời gian nữa. Đấy thì con này thì chắc lại ép kính rồi. Con này em bán là 2,750,000 nha mọi người nha. Đấy với lại em cũng nói luôn là hôm vừa rồi em có đăng một cây A21S ấy. Nói thật với mọi người em bị hớ giá. Chưa bao giờ mà người bán nó bị hớ rồi. Mà bữa hôm đấy bị hớ thật. Tại vì em nghe nhầm. Cái ông kia ông giao cho em là 2,750. Đó là cái cây A21S đó. Cũng bảo hành cũng dài như thế này luôn. Nhưng mà em nghe ra là có 2,2 triệu 2,650. Xong em mới bán là 2,850 thì phải. Đấy mọi, nếu như ai xem video của em là còn nhớ ngay cái đoạn cái cây A21S em bán nhá. Và cái cây đấy rất nhiều người hỏi. Đấy thì tính ra là bán lời được có 100,000 đấy. Mà em cho sạc này kia đầy đủ hết. Đấy. Mà khách điện lại cảm ơn díu dít luôn. Đấy. Nếu mà có anh khách đi hôm nay nghe coi được video này thì anh sẽ hiểu à. Và cái máy đeo giá nào anh biết hết à. Và cây này là cây Samsung A71 này mọi người.
Samsung A71 con này 6 triệu này mọi người. 5.990. Dòng này khó bán ghê thật sự luôn, chắc em chẳng muốn nhập về nữa. Đây mọi người thấy cái kính cam nó nứt đoạn này khó nhìn thấy lắm. Nứt ngay cái chỗ móng tay em kẻ này. Không nhìn thấy được, nếu buổi tối này cũng chẳng nhìn thấy, ban ngày cũng khó nhìn thấy lắm. Đấy còn ngoại hình máy đẹp nhá. Và zin hết nhá mọi người nhá. Đây thì con này thì em bán với cái giá là 5.990. Đó, con này còn bảo hành dài. Nó mới kích hoạt ngày 25 tháng 1 năm 2020 nhé mọi người nhé. Đấy. Đây và Oppo A5 2020 này. Con này RAM 3 bộ nhớ 64. Giá là 2.850.000. Và tiếp theo em đến với cây Oppo A71 này. Con này máy vỏ thay. Đó, tình trạng là máy đẹp nha mọi người nha. Màn zin nhé, không phải màn thay đâu nha. Đấy, con này em bán là 1.250.000. Máy trần luôn nhé mọi người nhé. 1250. Rồi và tiếp theo em đến với cây Vivo V7 này mọi người. Đấy, con này là RAM 4, bộ nhớ 32GB và số IMEI là 1136 nhé mọi người nhé. Màn hình cũng nhỏ gọn thôi, 5,7 inch, pin 3000. Đó, mà ngoại hình con máy này thì tương đối là đẹp. Máy zin nhá, con này chưa thay thế sửa chữa một cái gì cả. Đây mọi người thấy không? Con này mà dán keo trong lên này đẹp luôn. Đấy, RAM 4 bộ nhớ 32 nhá. Con này thì em bán là 1.750.000. Máy trần cho mọi người luôn nhá. Đó. Con Redmi C1 này nhập vào hơi cao này. Không biết nó có xứng đáng với cái đồng tiền nhập này hay không. Nhưng mà ngoại hình máy thì đẹp xuất sắc luôn mọi người ạ. Mà lưng có nhâm, không được xuất sắc mấy. Lưng có nhâm nha. Đấy nhưng mà máy này lại full hộp cơ. Đây full hộp cơ. Dành cho ai thích full box này. Đấy. Con này thì em bán là 1.700.000. 1.700.000 nha mọi người nhé. Đó. Bảy plus này. Đây mấy cái này hôm nay đúng là nhập giá cao thật nhưng mà vẫn phải lấy. Tại vì là người ta nói thẳng luôn có hàng này hàng kia chứ không thể nào mà mình thịt mình ăn xương để lại được. Có những cây em bán nó cũng không thể nào mà giá rẻ được, em nhập vào thậm chí nó đã cao sẵn rồi mọi người ạ. Thì cái cây này đây mọi người thấy không? Cái này nếu mà đầu tư bộ vỏ thì nó rơi vào khoảng cỡ 100.000 nữa thôi, nhưng mà có thể là bán được giá hơn. Hiện tại cái này em nhập vào là 1.600.000 rồi mọi người ạ. Cái này G4 này. Đấy, em nghĩ là cao quá không bán được. Thôi em cất đây, không có làm không có review nữa. Để dành đây thôi. Tiếp theo đến với cây VinSmart Activa này. Con này máy chuẩn đẹp luôn. Nếu như ai bảo xấu thì chắc tặng luôn cho mọi người luôn con máy này. Màu xanh nhá, cực đẹp. Giá 2.850.000 nhá mọi người nhá. Activa. Màu xanh này nó em diễn tả nó sao ta. Màu xanh này nó không phải giống như xanh kiểu như A50 đâu nhá. Không phải xanh của này đâu nhá. Xanh của này nó đẹp lắm. Và máy này chắc cỡ 99% đấy. Con này bảo hành rất là dài. Con này hàng công ty luôn. À thì VinSmart thì nó là công ty còn gì nữa. Con này thì RAM 6 bộ nhớ 64 mọi người ạ. Đấy. Giá là 2.850.000. Rất là đẹp luôn nhá. Cây Samsung giá rẻ đâu ta. Em về được cây Samsung giá mấy trăm ngàn này. Đây này. Con này giá 650 được không mọi người? Màn có ám à, có lưu ảnh. Đây. Còn ngoài ra này, xài full hết. Con này thì nó là máy Hàn mọi người. Con này máy Hàn nhá. Đấy, em bán 650. Màn có bị lưu ảnh.
ngoại hình của nó cũng tương đối là được, không nói đến nỗi là đẹp đâu, mà cũng chẳng đến nỗi là xấu quá nhé mọi người nhé. Đấy. Đây, con này xài có một sim thôi. Đó, về mua về mọi người mua về cho trẻ con coi hoạt hình cũng được. Giá rẻ. Oppo Redmi C1 này thay vỏ A3S này. Cái này 1 triệu 1 triệu tư nha mọi người nhá. Đây Zinua F máy zin đẹp đây. Giá 4 triệu 750, 4 triệu 850. Oppo Samsung A31 này mọi người. Con này RAM 6 bộ nhớ là 128GB. Con này là 4 triệu 2 nha mọi người nhá. Máy trần luôn. A50 này mọi người. Samsung A50, máy tình trạng zin đẹp nha. Con này em bán là 3 triệu 150 nghìn nha mọi người nha. Máy trần luôn. À, tiếp theo em đến với cây F9 cộng này, hàng Mỹ này mọi người. Cái này là màn hình có ám nhẹ lắm, nhưng mà rất là khó nhìn thấy nha mọi người nha. Con này cực kỳ khó nhìn thấy luôn, mà đẹp nha. Mượt lắm. Đây, có ám nhẹ ngay dưới góc này mọi người. Đấy. À bên trên này nữa nha mọi người nhá. Đó. Thì cái này em bán là 5 triệu mốt đi. 5 triệu mốt nha mọi người nhá. Con này bản Mỹ, nếu như ai chơi game thì chơi sử dụng con này rất ok nhá. Đó, S9 Plus. Xài con chip Snapdragon đấy mọi người ạ. Bản Hàn thì nó xài chip Exynos. Đó. Từ cái bản Mỹ này thì xài chip đấy thì xài cũng ok nha mọi người nha. Nhưng mà bản Mỹ trước giờ em ít bán lắm mọi người. Thế để đi coi em bán thì ít khi em bán những cái dòng máy Mỹ lắm. Đấy, Samsung A70 này. Con này 4 triệu 2. S8 này 3 triệu 6 nha. Yeah. Bữa giờ bạn này em đã tải đâu, hay là anh mang mang tiệm net tải cho em, lấy cho em ấy nhá. Với lại cái máy tính này, cái cục nguồn của màn máy tính này nó đại luôn. A51 này mọi người. À đâu, cái này là A71 nha mọi người nhá. 6 triệu 1.